Anh có thương em thiệt không? Thiệt mà. Sao anh không cho em bật đèn? Bật đèn để làm gì? Em muốn được nhìn thấy anh trong cái cầu thang tối của em. Anh đã nói rồi, bật đèn là mọi người sẽ biết. Dân thành phố hay tò mò lắm, không tốt đâu. Anh. Gì em? Vậy anh là người thành phố, anh có tốt không? Anh hả? Tốt. Sẽ rất tốt nếu như em không làm phiền anh. Em sẽ không làm gì để phiền anh đâu. Vậy thì được. Em thương anh mà. Tên thật của anh không? Có. Tên thật của anh là Tình Yêu. Mãi mãi trong em lắng đọng, chuyện buồn em bay theo gió. Đêm nay ai nuôi giấc mơ hồng, bình yên giữa đêm mênh mông. Chiếc lá gió bay xa, bên
Đêm nay còn có một người nữa đợi anh. Đó là con của chúng ta. Em rất lo cho số phận của nó nếu như anh không lấy em làm vợ. Em chẳng biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng dù có thế nào em cũng vẫn chờ đợi anh. Hôm nay em lên lầu 3 lầu 4 dò tìm anh đúng không? Đâu có. Em quét cầu thang từ lầu 4 trở xuống cho sạch. Ai mướn em? Không ai mướn. Em thấy dơ thì em làm. Anh có trên đó đâu mà em tìm. Anh đã nói từ đầu là mình đừng ràng buộc nhau. Anh có tự do của anh, em có tự do của em. Anh không muốn em kiếm tìm anh. Cô Hân nói bàn tay của người đàn ông mềm thì đa phần mang lại bất hạnh cho người đàn bà. Tại sao? Em cũng không biết. Cô Hân nói vậy. Thế nhé, xa nhau có buồn, dù lòng